nên nhớ là người mua được quyền thanh toán tối đa là 30% cái giá mua nhà, mua đất trong cái hợp đồng nhà ở thành trong tương lai này. Nhà cứ nghĩa đây, ví dụ như nhà mà bán 1 tỷ thì người ta chỉ tối đa người ta thanh toán 300, mà 300 triệu này tính luôn tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ trước đó nữa. Nghe thí dụ như chủ đầu tư trước đó nó thu cái tiền giữ chỗ và tiền gì đó là 10 triệu hay gì đó, 20 triệu gì đó, thì phải tính gọt vô hết đủ 30% trong này. Đó. Và đối với khi mà bình thường á thì được quyền thu cái gọi là theo tiến độ, có nghĩa là xây nhà tiếp, và ví dụ như xây 4 tầng thu được nhiêu, xây 7 tầng thu nhiêu, và tối đa là thu 70% trước khi giao nhà cho người ta. Nếu dự án này có vốn đầu tư nước ngoài thì thu tối đa là 50%. Đây là luật. Nên mấy cái này thì số liệu thì anh chị nếu mà thi thì anh chị kiểm khó, anh chị ngồi coi lại nhớ giùm tôi những cái số này. Ví dụ như thanh toán lần đầu là 30%, tối đa trước khi bàn giao nhà thanh toán 70%, trước khi giao sổ thanh toán tối đa 95% nha, giao sổ thanh toán còn lại 5%. Còn mà khi mà nhà chung cư nếu mà ai mua thì nhớ một điều là phải đóng cái tiền gì bảo trì, thì tiền bảo trì tính là 2% nha anh chị, không nhớ thì ghi lại nha, bởi vì tôi biết anh chị có thể là làm đất chứ chưa bao giờ làm nhà chung cư, thì anh chị nên nhớ cái này là 2% và đóng vào lúc mà giao nhà ha, có ghi lại cái này giùm tôi. Bởi vậy thi anh chị rất là may mắn thi ở sở xây dựng Bình Dương, các thầy cô cũng hiểu về đó, thành ra anh chị yên tâm là mấy cái câu hỏi khó quá liên quan đến nhà chung cư thì chắc là ít khi nào cho ra. Nhưng mà nếu mà anh chị thi chỗ khác, chẳng hạn như thi sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, là họ chuyên môn cho ra những cái câu hỏi liên quan nhà tương lai hay không, là coi như là ngồi ngáp hết rớt lên rớt xuống. Ok rồi, thì mấy cái nhà tương lai này thì nếu mà anh chị xin nhớ đọc kỹ giùm tôi nha. Rồi để coi còn gì nữa ha. Cái gì dịch vụ thì nhớ là bốn loại nãy nói rồi ha. Rồi cái này nói rồi ha. Đã muốn mà làm cá nhân độc lập thì phải có chứng chỉ và phải đăng ký nộp thuế, nói rồi ha. Chứng chỉ hành nghề môi giới thì muốn thành lập công ty thì hai cái nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới, nói rồi. Nha, mở văn phòng môi giới thì một chứng chỉ của mình và một chứng chỉ của nhân viên, nhớ ha. Vâng vâng, thì con kỹ lại mấy cái này, nhắc lại thôi. Ok. Nhà hình thành trong tương lai, đúng rồi. Ok ha. Rồi mấy cái này chắc là mình giải lao chút xíu, theo yêu cầu của anh chị giải lao chút xíu rồi mình sẽ nói tiếp nha anh chị ha. Thì trong cái khi giải lao tôi sẽ gửi cho anh chị một số hợp đồng yêu cầu nha. Hợp đồng gì anh chị thì tôi gửi cái đó ha. Chắc là giải lao khoảng 10 phút nha anh chị ha. Ok. Ok thầy, ok thầy. Dạ. Thầy ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi anh ơi. Ăn rồi, chuẩn bị sẵn sàng lên. Mới gặp được anh chị chứ. Rồi thầy nghỉ đi nha. Dạ lớp mình là nào anh chị ơi? Nào nhắn vô tôi cả. Anh chị nào gõ dấu chấm hay gì đó cho tôi để tôi gửi ạ. Anh chị vô trong Zalo, anh chị nhá lên vô giùm tôi chứ tôi biết cái nhóm nào để gửi cái thông tin. Nhóm bất động sản Vũng Tàu đúng không anh chị? Ok. Rồi mấy cái mẫu hợp đồng tôi gửi rồi ha. Rồi mình chắc là bây giờ là 8:08 em, chắc là xin giải lao khoảng vài phút em. Rồi chút xíu tôi quay lại nha chị.